quý vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin tiếp theo cho hay du khách di tản vì cháy rừng ở Hy Lạp. Theo một nhân chứng, hàng trăm du khách du lịch đã tập trung tại một sân bóng gần sân bay quốc tế Kos ở Hy Lạp vào hôm thứ Hai sau khi được sơ tán khỏi khách sạn gần đó sau khi xảy ra hỏa hoạn dữ dội xé toạc địa hình miền núi khô cằn trong khu vực. Trong video do một khách du lịch ghi lại tại hiện trường, đám cháy có thể nhìn thấy từ xa với những đám khói đen dày đặc bốc lên trong không khí. Truyền thông đã có thể xác định vị trí của đoạn phim từ việc khớp địa hình với bản đồ địa hình, các tòa nhà và cách bố trí cấu trúc như được thấy trên hồ sơ, vệ tinh và hình ảnh chứng thực. Hàng chục đám cháy đã bùng phát trên khắp Hy Lạp, trong đó có hai vụ cháy gần thủ đô Athens vào cuối tuần qua. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vào hôm thứ Hai đã cảnh báo về một mùa hè nguy hiểm với những vụ cháy rừng sau đợt hạn hán kéo dài. Bản tin tiếp theo về việc Uruguay thắng Hoa Kỳ 1-0 tiến vào tứ kết, trong khi chủ nhà Copa bị loại. Hậu vệ người Uruguay Matías Olivera đã ra bàn để đưa đội bóng của Anh vào tứ kết Copa America với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Hoa Kỳ. Đội đã bị loại hôm thứ Hai sau khi đứng thứ 3 ở bảng C. Sau khi bất ngờ để thua Panama ở lượt đấu trước đó, đội tuyển Hoa Kỳ buộc phải thắng Uruguay mới có thể giành vé vào tứ kết. Dù vậy, trước đội tuyển Uruguay có lực lượng tốt hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, đội tuyển Hoa Kỳ tỏ ra rất bế tắc. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, tốc độ của trận đấu được đẩy nhanh hơn trong hiệp 2. Ở phút 65, cầu thủ Uruguay đánh đầu sau pha đá phạt của đồng đội thủ môn Matt Turner của đội chủ nhà Hoa Kỳ đẩy bóng ra. Ngay lập tức hậu vệ Matías Olivera bên phía Uruguay trong pha lên tham gia tấn công đã bồi vào lưới. Các cầu thủ Hoa Kỳ phản ứng trọng tài vì cho rằng có lỗi việt vị của đội Uruguay trong tình huống đội này sút tung lưới đội tuyển Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Kevin Ortega vẫn công nhận bàn thắng cho đội khách của Uruguay. Uruguay chọn ứng cử viên tổng thống khi cánh tả chiếm ưu thế. Người dân Uruguay vào hôm Chủ nhật đã chọn các ứng cử viên tổng thống sẽ tham gia cuộc bầu cử vào tháng 10, khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phe đối lập cánh tả đang dẫn đầu với các cử tri lo ngại về an toàn công cộng và bất bình đẳng gia tăng. Kết quả bầu cử sơ bộ sớm cho thấy Yamandu Orsi, thị trưởng khu vực lớn thứ hai của Uruguay, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập cánh tả, vượt qua đối thủ Carolina Corsi, thị trưởng thủ đô Montevideo. Kết quả vào hôm Chủ nhật cho thấy lực lượng chính trong chính phủ liên minh trung hữu đương nhiệm sẽ do Alvaro Delgado đại diện. Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 hoặc nhiều khả năng là trong cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 11 sẽ cần phải giảm tỷ lệ giết người cao, cải thiện mạng lưới an toàn xã hội, cân bằng thương mại với đối tác lớn Trung Quốc và theo dõi nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng gần 4% trong năm nay. Truy tố tổng giám đốc công ty xây dựng lừa Việt kiều Canada hơn 20 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Dũng, tổng giám đốc công ty xây dựng và sản xuất Hưng Lộc Phát về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát cho truyền thông nhà nước hay rằng trong ngày 2 tháng 7 nói rằng ông Dũng đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng của ông Triệu Trọng Ân, Việt kiều Canada, thông qua việc đề nghị người này chi hơn 20 tỷ đồng để đầu tư dự án và mua cổ phần vào các công ty tại Việt Nam. Cụ thể, theo cáo buộc vào các ngày 7, 9 và 10 tháng 7, 2007, ông Ân đã đưa cho ông Dũng 3,5 tỷ đồng để mua cổ phần tại công ty Logistics Vinalize. Sau khi nhận tiền, ông Dũng không mua được cổ phần nên đã chiếm đoạt số tiền trên của ông Ân, sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Đến tháng 2 năm 2008, ông Dũng tiếp tục nhận của ông Ân 16,6 tỷ đồng để đầu tư vào chính công ty của mình cho dự án xây dựng khu chung cư cao cấp Blue Star tại phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên, ông Dũng đã tự ý rút hết số tiền trên để sử dụng vào việc cá nhân. Ông Dũng sau đó đã trốn tránh và không liên lạc với ông Ân, nên bị ông này tố cáo đến cơ quan chính quyền. Đến ngày 4 tháng 10, 2023, ông Dũng đã đến cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát Đài Loan bắt 64 người Việt Nam tiệc ma túy. Hôm ngày 1 tháng 7, cảnh sát Cao Hùng của Đài Loan đã ra thông báo rằng họ đã bắt giữ 64 lao động nhập cư Việt Nam trong một cuộc đột kích vào tuần trước đó, tịch thu hơn 900 gói chứa chất cấm, theo hai trang tin Focus Taiwan và Taiwan News đưa tin. Tin cho hay, cảnh sát bắt giữ những người này tại một tòa nhà ở quận Đại Liêu của thành phố Cao Hùng, nơi được sử dụng làm vũ trường và ổ ma túy vào những ngày cuối tuần. Phòng điều tra hình sự thuộc Sở Cảnh sát thành phố Cao Hùng cho biết, vũ trường này đã thu hút hơn 100 người vào mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy với các nhân viên bị nghi ngờ bán ma túy được ngụy trang trong các túi cà phê hòa tan. Trang Taiwan News đã dẫn thông cáo của cảnh sát tường thuật như trên. Cảnh sát cũng tịch thu hơn 900 gói cà phê hòa tan, tẩm ma túy chứa ketamine, amphetamine, cathion và một số cần sa. Ngoài ra, khoảng 6 chiếc điện thoại di động cũng bị thu giữ, cùng với 1,73 triệu Đài tệ, tương đương với 53.200 Mỹ Kim tiền mặt. Trong thông cáo báo chí, cơ quan điều tra hình sự Sở Cảnh sát thành phố Cao Hùng nói rằng vụ bắt giữ này được thực hiện vào ngày 22 tháng 6 như một phần của cuộc điều tra về một hộp đêm cuối tuần ở quận Đại Liêu của thành phố Cảng miền Nam Đài Loan. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với bản tin cuối. Người hâm mộ bóng đá nhảy và khiêu vũ khi Hà Lan đối mặt với Romania. Thứ ba đến lượt Munich chìm trong màu cam khi các cổ động viên được yêu mến của Hà Lan hành quân đến nhà thi đấu bóng đá Munich trước trận đấu thuộc vòng 16 Euro 2024 với Romania. Ca hát, nhảy và biểu diễn điệu nhảy từ trái sang phải đặc trưng của họ. Người hâm mộ Hà Lan sẽ hy vọng vào một đội bóng hồi sinh khi họ chiến đấu để lọt vào vòng tứ kết. Hà Lan lẽ ra muốn có khoảng thời gian ngắn hơn giữa trận đấu cuối cùng ở vòng của bảng và trận đấu cuối cùng vào vòng 16 của đội hôm thứ Ba, nhưng huấn luyện viên Ronald Koeman cho biết điều đó cũng giúp họ có thời gian quý báu để sửa chữa các vấn đề nội bộ. Trận đấu cuối cùng của Hà Lan diễn ra vào thứ Ba tuần trước, 25 tháng 6 tại Berlin, nơi họ thất bại 2/3 trước Áo trong trận cuối cùng ở bảng D, xuống hạng 3 trên bảng xếp hạng nhưng vẫn tiến vào vòng loại trực tiếp. Bản tin vừa qua cũng đã tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xướng ngôn viên Vũ Quang Vinh và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Xướng ngôn viên Linh Trịnh và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào, kính chúc quý vị một buổi tối vô lượng an lạc và tiếp tục đón xem những chương trình truyền hình đặc sắc của đài truyền IBC TV.